Rồi, trước hết mình đặt miếng cải nè, rau thơm nè. Đấy. Đây, hai miếng thịt đây. Tôm đây. Cá đây. Củ kiệu đây. Êm chưa? Muốn bị đòn rồi đó. Nãy gì cộm rồi. Nó bột gạo nó gạo gạo khô nên nó bời rời bã rã rách rồi, bọc thêm lớp nữa. Hai trái luôn.